Cách đây một tiếng đồng hồ, một trận động đất đã xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Động đất có độ lớn là 4 và độ sâu vào khoảng 8 km. Có thể cảm nhận được những rung lắc nhẹ, tuy nhiên cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 0. Trước đó vào rạng sáng ngày hôm nay thì tại đây cũng đã xảy ra một trận động đất với cường độ nhỏ hơn. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi các rung chấn này. Sau khi tràn xuống miền Bắc, khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đã tác động đến miền Trung, khiến cho có mưa to kèm theo gió mạnh. Dự báo chiều và đêm nay, mưa lớn sẽ xảy ra từ Nghệ An cho đến Phú Yên. Sang ngày mai, vùng mưa thu hẹp tập trung từ Quảng Bình cho đến Phú Yên và có thể sẽ kéo dài đến thứ 6 tuần này. Cảnh báo lượng mưa có nơi vượt 500mm. Ngoài ra, khu vực phía đông của Tây Nguyên cũng có mưa to, lượng mưa có nơi trên 150mm, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Lũ trên các sông từ Quảng Bình cho đến Phú Yên sẽ lên mức báo động 1 cho đến mức báo động 2. Riêng các sông từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 2 đến trên mức báo động 3. Đắk Lắk hiện nay có 105 công trình hồ đập xuống cấp và mất an toàn, ảnh hưởng đến việc đảm bảo tưới tiêu phục vụ cho sản xuất và tiềm ẩn nguy hiểm với người dân. Hồ Sâm Lăng 1 ở huyện Krông Anna, hồ Đội 4 ở huyện Ea Súp, hồ Phù Mỹ ở huyện Ea Hờ Leo hay đập Ea Pia ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang nằm trong diện những công trình thủy lợi hư hỏng nặng, nguy cơ cao gây mất an toàn. Trong khi chưa được sửa chữa kịp thời, thì tại nhiều hồ đập, tình trạng người dân lấn chiếm để lấy đất trồng hoa màu, xây nhà ở đã ảnh hưởng đến công tác quản lý an toàn các công trình. Hầu hết là những công trình để xây dựng từ lâu thì chưa được đền bù giải phóng mặt bằng, cũng như là chưa được đo đạc để cấp quyền sử dụng đất cho công ty. Cho nên vấn đề xử lý vi phạm cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng công trình hư hỏng xuống cấp chủ yếu do thấm qua thân đập, sạt lở mái đập, tràn xả lũ và bể tiêu năng tràn hư hỏng thấm theo tường bên tràn. Một số hồ chứa nước có khả năng tháo lũ kém. Trong vòng 5 năm qua, từ nguồn vốn trung ương và địa phương đã tu bổ sửa chữa nâng cấp được 38 công trình. Chúng tôi cũng đã có những cái kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, với tỉnh và kiến nghị với Trung ương cần phải quan tâm đến tỉnh, quan tâm để bố trí nguồn kinh phí đủ lớn để sửa chữa đồng bộ các cái hồ đập này thì mới có thể đảm bảo an toàn. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác, xem xét đánh giá mức độ hư hỏng để chủ động bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để sửa chữa kịp thời, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an toàn. Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương có đặc điểm địa hình bờ biển phức tạp và hệ thống sông ngòi dày đặc nên sạt lở xảy ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, dù địa phương đã có nhiều nỗ lực để khắc phục. Hơn một tháng trước đây, đoạn đường có chiều dài 100m thuộc khu vực cầu Phụ Nữ 5, xã Định Thành A, huyện Đông Hải, sạt lở nghiêm trọng. Để giữ đất, giữ nhà dân, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương xây dựng bờ kè đoạn sạt lở. Tuy nhiên, điểm sạt lở nằm ngay khúc cua, có dòng nước chảy xiết, nên mặc dù đã được gia cố, nhưng dấu hiệu sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra. Cái đường này tuy gần nó sông nó nhỏ thì cái nó chảy mạnh dữ lắm, rồi lâu ngày thì sợ nó sạt lở nữa. Tháng 7 vừa qua, sạt lở xảy ra đã đe dọa đến khuôn viên trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, xã Định Thành. Chính quyền địa phương phải tạm di dời các em học sinh đến điểm trường khác học tập nhằm đảm bảo an toàn. Vụ sạt lở cũng cuốn trôi 3 nhà dân, ước tính thiệt hại trên 250 triệu đồng. Thì nó cũng hơi nứt nè, nó cũng có dấu hiệu cũng sợ nè. Mà đều bằng ngày thì ở, chứ bằng đêm là không có dám mở. Bằng đêm là tản cư ngủ ngoài chứ không dám mở trong này. 10 tháng qua, toàn huyện Đông Hải xảy ra 5 điểm sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị kinh doanh và người dân. Ước tính thiệt hại tài sản trên 7 tỷ đồng. Địa phương đã gia cố một số điểm sạt lở để người dân ổn định đời sống và sản xuất. Các xã thị trấn rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở cao để cắm biển báo, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về tình hình sạt lở, những điểm có nguy cơ sạt lở. Còn 2 điểm sạt lở rất là lớn, kinh phí rất là lớn cho nên huyện cũng đề xuất tỉnh và trung ương xem xét. Xói mòn, sạt lở đã và đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, làm mất đất, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động kinh doanh sản xuất của người dân. Cùng với tỉnh, huyện Đông Hải đang tập trung các giải pháp khắc phục nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.